Dạ rồi, em chào mọi người. Thì có lẽ là một cái chủ đề hôm nay nó không quá xa, nhưng mà chắc chắn nó cũng sẽ là lạ với một số cô chú anh chị mình. Thì sẵn tiện cái con SH hàng ba cục, một anh khách anh đặt cọc anh bỏ. Thì em cũng sẽ nói mọi người một cái vấn đề như sau. Hôm nay em sẽ quay vô thùng, không quay tổng quan con xe nữa, để mọi người tham khảo nha. Mời mọi người. Dạ rồi, thì mọi người đã biết đây là một cái thùng xe SH Ý và SH hàng ba cục. Thì khi mà mình dở hết cái yên lên á, thì trong này nó sẽ phô ra cái bộ gọi là bộ đồ lòng á, bộ đồ lòng của xe SH Ý á, IC nè, rồi bát biết, rồi sạc, đồ máy móc là nó nằm trong này hết. Thì mọi người đã mua một chiếc xe mà vài trăm triệu rồi, thì máy móc nó zin, nó sẽ ok hơn nha mọi người. Còn nếu mọi người mua giá rẻ thì máy móc nó rất đầu, rồi mọi người về mọi người chăm sóc nó kỹ hơn xíu. Đó, đó là những xe SH Ý. Thì đây, con xe này SH Ý thì tất nhiên rồi, cái mà nó dễ bị hư nhất ở trên SH Ý lẫn SH hàng ba cục là cái mẫu này nói chung, là nó sẽ bị hư cái sạc này. Đó, thì hư cái sạc này, khi mà mọi người về thay cái sạc là mọi người, nhiều của chú anh chị đã chọn thay những cái sạc khác, không phải là những cái sạc của SH Ý, tại vì cái sạc SH Ý nó rất là mắc tiền. Và nhiều của chú anh chị mình chọn những cái sạc khác nó cũng có lý do. Thì lý do nó là ở đây, như mọi người đã biết thì cái điện của SH Ý mình á, SH mình những cái loại này á, nó sẽ đi combo với nhau, tức là mâm lửa nè, sạc nè và bình. Thì một trong ba yếu tố này nó bị hư thì nó sẽ dẫn đến là cái xe nó thấy mất điện luôn, hoặc là đi một vài km là chết máy. Bởi vậy nên là khi mà mọi người không rành, ngày xưa mọi người không rành thì mọi người cứ đổ lỗi cho con SH Ý, nhưng mà thiệt ra là lỗi nó ở đây, nó ở công tắc sạc này nè. Là khi mình bỏ công tắc, mình không có để nó tự động nữa, mình làm công tắc đèn nên là nó bị giữ điện lại, nó không có xả điện ra hết, thì thành ra nó sẽ không đúng với tiêu chuẩn của nó, thì nó sẽ bị hư một trong ba vấn đề: mâm lửa, sạc ở trên này và bình. Đó, thì bình á thì nó sẽ bị dễ bị phù bình. Có nhiều anh nói là đi những xe này một vài thời gian là cứ chạy ra thay cái bình mới, thay bình mới xong rồi lại hư, rồi thay cái bình mới tiếp. Thì một cái bình nó tầm 300-400 ngàn gì đó, thì cứ hư là thay 300-400 ngàn, cứ thay hoài, và con xe mình đi không sướng ít gì hết. Thì đó là con xe SH Ý. Nhưng mà mọi người, đó là ngày trước thôi, còn bây giờ hầu như, nói hầu như thôi nha, chứ còn thiệt ra là có một số anh thợ anh cũng thì mọi người tự hiểu cái vấn đề xe cộ nó như nào rồi. Một số anh thợ thì anh không làm tròn nhiệm vụ cho lắm, anh cứ thay bình thôi, lấy tiền thôi. Đó, thì em cứ nói đơn sơ vậy mọi người dễ hiểu ha. Rồi, tại sao nhiều người vẫn chọn thay cái sạc ở trong này, cái sạc đi lăn hay là cái sạc khác? Bởi vì khi mà người ta đã có một người thợ làm cho người ta rồi, thì người ta sẽ đi nguyên combo là sạc, mâm lửa sẽ đi chung. Đó, thì hai cái yếu tố này nó quan trọng nhất. Thì mọi người, cái mâm lửa đó người ta làm cho cái lửa nó lên phù hợp với cái sạc thì là cái xe nó hoạt động bình thường. Bất kể là mọi người có thay cái sạc gì đi chăng nữa, thì cái mâm lửa với cái sạc nó phù hợp với nhau thì nó sẽ hoạt động tốt nha mọi người, hoạt động trơn tru. Đó, còn nếu như khi mà mọi người đã chọn mà giữ lại cái mâm lửa và thay cái sạc zin á, thì ok, nó cũng tốt thôi. Nhưng mà thật ra khi mà mình bị tới vấn đề điện rồi thì mình nên kiểm tra combo 3 thứ: mâm lửa, sạc và bình. Đó, bình có hư hay không, sạc có sạc đủ hay không, và mâm lửa có hoạt động tốt hay không. Đó là ba cái yếu tố. Đó, thì cái clip trước, ngày xưa em đã lên cái clip rất là chi tiết rồi, là lý do tại sao mà SH Ý bị hư sạc, và kiểm tra SH Ý thường kỳ thì nên kiểm tra cái gì. Đó, thì hôm nay em quay cái clip này là tại sao mình phải
nhiều xe đã lên sạc đầy lăn nhưng mà điện đài hoạt động vẫn rất là tốt, và thậm chí những xe này nó hoạt động còn khá hơn những cái sạc zin luôn, bởi vì khi mà người ta đã cái mâm lửa nó đã đồng bộ với cái sạc này. Cô chú anh chị cứ hiểu tương tự nôm na là như vậy ha, nó đồng bộ với cái sạc thì nó sẽ rất là ok nha. Đó thì một con xe nó hoạt động ổn định là nhờ ba cái yếu tố đó. Ngoài cái đó thì xăng cộ thì mình không nói rồi. Dạ rồi, thì đó là cái sạc khi mà mình lên trên SHI nha cô chú anh chị. Đó rồi, cái yếu tố đó là quan trọng nhất thôi. Còn ngoài ra thì ngoài cái sạc, mâm lửa và bình thì mình cần nên chú ý cái IC này. Cái IC này đúng đời của nó thì nó sẽ ok hơn. Đó. Tăng cam và máy móc ok, là con xe nó hoạt động trơn tru thôi mà nha mọi người. Vì con xe này nó cũng đã là mười mấy năm rồi. Con này 2010, mười mấy năm rồi. Thì khi mà mình xài sử dụng thì mình cũng sẽ bảo trì bảo dưỡng nó thường xuyên hơn, nó kỹ hơn là những con xe đời mới. Mình đi cho nó an tâm hơn nha mọi người, chứ tránh trường hợp là đang đi là bị tắt máy giữa đường. Đó. Sau này cái tình trạng đó thì nó không còn tồn tại nữa rồi. Ít lắm cô chú anh chị, rất là ít. Thì hầu như những cái tình trạng đó đã được khắc phục hết. Không phải ở em không, nhưng mà ở những nơi khác người ta đã cũng hiểu ra được cái vấn đề đó đó. Thì người ta giải quyết cái vấn đề nó dễ lắm. Quan trọng là cái gì dẫn tới cái vấn đề đó thì người ta mới tìm ra cái câu trả lời cho cái câu hỏi đó, và trả giải ra được rồi thì thôi bình thường, không gì hết. Thợ Việt Nam mình cũng giỏi lắm nha cô chú anh chị. Đó. Dạ rồi, đó là vấn đề sạc thôi. Thì con xe này em cũng có nói là một câu chuyện buồn con xe này rồi. Thì em bán giá 137 triệu của chú anh chị ha. Cô chú anh chị mình có nhu cầu alo em ạ. Số điện thoại là 0979570189 nha cô chú anh chị. SH hàng ba cục 150, máy móc zin 2010. Dạ. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xe này tình trạng rất là hoàn hảo luôn, bây giờ mọi người mua về chỉ chạy thôi. Đó. Không có vấn đề gì hết nha. Hẹn gặp lại mọi người clip tiếp theo nha. Chào mọi người.